Good morning, chào buổi sáng tất cả mọi người. Hôm nay thì Sara đang ngủ uống cà phê, thì nên là tự nhiên nghĩ ra cái content này muốn chia sẻ với mọi người. Thì nếu như mọi người để ý, mình là một người mà ngày nào, hầu như là ngày nào mình cũng uống cà phê hết. Thì có nhiều bạn có direct cho Sara hỏi là chị uống cà phê hàng ngày thì nó có tác động gì đến với sức khỏe của mình không? Kiểu như là tác động cả tích cực này và cả tiêu cực này, đặc biệt là đến việc điều chỉnh cân nặng. Thì hôm nay Sara muốn chia sẻ với mọi người tất cả những cái thông tin mà mình tìm hiểu được về cà phê, cũng như là tại sao mình lại lựa chọn uống cà phê hàng ngày nha. Mọi người cũng biết đó, cà phê là một cái dạng thức uống mà phổ biến rộng rãi, hầu hết mọi người thì ai cũng đều uống cà phê hết. Có những người uống hàng ngày, có những người không thi thoảng mới uống, có những người thì uống cà phê buổi sáng, có những người uống cà phê buổi chiều, và có những người uống được cả cà phê buổi tối luôn. Tuy nhiên đối với mình ấy, tại vì mình là một huấn luyện viên nên là tất cả những cái gì mà mình nạp vào trong cơ thể của mình thì mình sẽ đều tìm hiểu nó rất là kỹ và xem là sử dụng như thế nào thì nó sẽ có lợi ích đến sức khỏe của mình nhất. Thì khi mà nhắc đến cà phê ấy, thì chắc là mọi người sẽ hay nghe được cụm từ đấy là nghiện cà phê, đúng không? Thì cái nguyên nhân gây ra việc nghiện cà phê ấy là khi mà mọi người nạp cà phê vào, nó sẽ cạnh tranh với các thụ thể adenosine ở trong não. Adenosine là các chất tạo giấc ngủ. Cơ thể sẽ thích nghi bằng cách là tạo ra rất nhiều adenosine để những cái người mà nạp cà phê vào hàng ngày vẫn có thể đi ngủ bình thường. Mọi người sẽ thấy là có những người nói là ồ, mình uống cà phê buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối gì đấy, chúng mình vẫn có thể ngủ được bình thường, đúng không? Nó là do cơ thể của mình nó đã tự thích nghi được với cái việc đấy. Nhưng mà chính bởi cái điều này nên là cái mức năng lượng của chúng mình nó sẽ giảm xuống. Và chính vì thế nên là cứ mỗi ngày mình lại cảm thấy là cơ thể của mình bị mệt mỏi và lại cần nạp caffeine vào nhiều hơn. Cái vòng tuần hoàn này thì nó như kiểu là lặp đi lặp lại ấy, và nó rất khó để thoát ra. Đây là cái nguyên nhân vì sao mà khiến cho chúng ta bị nghiện caffeine. Ngoài ra thì mọi người cũng biết là cà phê giúp chúng ta làm tăng sự tỉnh táo, giảm trầm cảm do tăng các chất dẫn truyền thần kinh, ví dụ như là dopamine và norepinephrine. Còn lại một số những cái tác động khác đến với sức khỏe của mình, ví dụ như là ảnh hưởng đến gan này, có làm tăng hay là giảm được cholesterol không, những cái này thì Sara sẽ không đề cập kỹ đến ở trong video lần này. Video này thì Sara muốn nói đến việc caffeine ảnh hưởng thế nào đến cái việc điều chỉnh cân nặng của mình. Có một số những cái nghiên cứu thì chứng minh rằng là caffeine có ích trong việc giảm cân do nó làm tăng hiệu suất tổng thể của bài tập, cũng như là làm cơ thể của mình có thể hấp thụ và đốt cháy các axit béo ở trong máu. Tuy nhiên thì đối với mình, caffeine nó chỉ giống như là một cái thức uống mà mọi người bổ sung vào hàng ngày thôi. Còn việc giảm cân hay không thì nó vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào calorie in và calorie out. Nên là kể cả là mọi người uống cà phê, đôi khi nó sẽ giúp cho cái bài tập của mình nó sẽ kiểu sung hơn, nó sẽ làm cho mình tập được, đốt được nhiều calories hơn. Nhưng mà cũng đừng vì thế mà phụ thuộc vào cà phê hay nghĩ rằng là mình chỉ cần uống cà phê thôi là mình có thể giảm cân được. Thì đối với quan điểm của mình, điều đấy nó không đúng. Đó, còn cái thứ hai là cà phê có khiến cho mình tăng cân không? Điều này cũng tương tự ngược lại, nó vẫn chỉ phụ thuộc vào calo in và calo out thôi. Bạn hãy lựa chọn những loại cà phê nào mà cái lượng calo của nó thấp hơn, thay vì việc là uống một ly cà phê mà calo lên đến kiểu 300-500 calories bằng một cốc trà sữa, thì tất nhiên là nó sẽ làm cho mình bị tăng cân rồi, đúng không? Tiếp theo thì chúng mình sẽ cùng nói về việc là cách lựa chọn cà phê thế nào để cho phù hợp và giúp cho chúng mình vẫn có thể uống cà phê được mà không có bị ảnh hưởng đến cân nặng của mình ha. Thì tất nhiên là nó còn phụ thuộc vào cái gọi là cái gì nhỉ? Hương vị à? Không phải, sở thích cà phê của mỗi người. Nhưng đối với cá nhân mình thì mình sẽ có một vài loại muốn gợi ý với mọi người. Cái đầu tiên là black coffee. Nếu như bạn nào mà thích cái hương cà phê mà nó đậm một chút này và nó mát mát, nó không có bị vị sữa, thì mình nghĩ là uống cà phê đen cũng rất là tốt. Bạn có thể sử dụng đường ăn kiêng cũng được. Ví dụ như mình thì có những cái hôm mình sẽ sử dụng đường ăn kiêng, còn những hôm thì mình sẽ không cần sử dụng đường luôn. Hoặc là cold brew. Cold brew là một trong các loại cà phê ủ lạnh rất là ngon, mà mọi người có thể giữ ở trong tủ lạnh ủ trong khoảng 12 tiếng là mọi người có thể uống được rồi. Và cái vị cà phê nó cũng rất là dễ uống, mát và không có bị quá đắng. Đó. Còn cái loại mà dạo gần đây mình hay uống nhất đấy chính là cappuccino. Hôm nay thì mình uống cappuccino nóng. Thì thường cappuccino là sẽ chỉ có cà phê và sữa tươi không đường thôi, nên là cái lượng calories của nó cũng rất là ít. Và một ngày thì thường mình chỉ uống một cốc như thế này thôi. Có một cái kiến thức mà mọi người có thể nhớ là ở một người bình thường, để giữ cho sức khỏe của mình ổn định á, thì mình sẽ chỉ nên nạp từ 3 đến 6mg caffeine trên 1kg cân nặng một ngày. Ví dụ ở một người bình thường khoảng 50kg thì mình có thể nạp khoảng tầm 150mg đến 300mg một ngày. Thì một cốc cà phê thông thường, một cái gọi là một cái scoop của nó á,
Nó sẽ có khoảng 100mg một ngày. Thì thường mình sẽ chỉ uống khoảng một cốc này thôi. Thì đối với mình đã là tốt, đã là đủ rồi. Còn đối với những ai mà mọi người không có muốn nạp caffeine vào người á, thì mọi người có thể dùng decaf. Nghĩa là một cái loại cà phê mà đã được khử caffeine rồi. Nó chỉ có khoảng 97% là caffeine thôi. Thì một cốc cà phê đó nó sẽ chỉ có khoảng tầm từ 6 đến 12mg cho một cốc cà phê. Ngoài ra thì có thể mọi người chưa biết là nếu mà cà phê chưa được qua giấy lọc á, thì nó sẽ có thể làm tăng cái lượng cholesterol xấu ở bên trong cơ thể của mình. Nên nếu như mọi người lựa chọn uống cà phê thì hãy lựa chọn loại cà phê nào mà đã qua giấy lọc rồi, đã qua túi lọc rồi ha. Ngoài ra thì mọi người có thể thay thế cà phê bằng một số loại thực phẩm khác, ví dụ như là kombucha này, nước dừa này, hoặc là nước ép trái cây này, hoặc là trà xanh này, hoặc là trà xanh matcha phải là một nhỉ. Đó, nhưng mà thực ra đối với mình thì mình là một người rất thích cà phê, nên là mình chỉ thích cái vị cà phê thôi. Một ngày thì mình chỉ uống một cốc thôi. Và một cốc này thì thường mình sẽ tính cái lượng calories khoảng từ 200 calo đổ lại. Và mình sẽ tính vào tổng lượng calo mà mình nạp vào trong một ngày, để mình không có bị vượt quá cái TDE của mình. Từ đó thì mình sẽ có thể duy trì cân nặng của mình mà không có lo sợ bị ảnh hưởng, bị mập lên. Và mình cũng không có hy vọng là mình uống cà phê thì mình sẽ giảm được cân đâu. Tóm lại là nếu như mọi người thích cà phê thì mọi người có thể uống, nhưng mà hãy tìm hiểu thật kỹ những cái thông tin về những cái sản phẩm mà mình uống vào hàng ngày. Ok, thì video ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem đến hết video này. Nếu như mọi người cảm thấy hữu ích thì đừng quên bấm like. Và nếu như mọi người muốn biết thêm những cái thông tin nào nữa thì đừng quên comment cho mình biết nhá. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. See you.